cô nàng hai lưng dâu ria. Là phụ nữ hay đàn ông, sương mộng hai bên mép kia, ngực to chắc bằng hạt đậu, ngang hạt ngô thôi ý nhờ. Sao tôi cứ ngỡ cái sân bay, muốn nói với em điều này, sợ em trách tôi lắm mồm. Đằng sau, đằng sau cứ liệu hồn. Vậy tôi sẽ nói thẳng nhé, thằng kia em cứ nói đi. Bạn lép qua trông ghê hồn, cha mẹ sinh ra nó đã thế rồi, lại còn mong hóa mệt, lại trông như cái tivi hay sai. Còn thêm điệu đi bà có thai, lê nhiều nên nó chai. Tôi thì là số kiếp, lưng ngực bằng nhau nên em cần phải cố gắng đi tập khi mà ngay mai sẽ còn nhớ thêm mô hình này, ngồi ngóp thêm một chút đi vòng. Rồi em sẽ có người yêu, một em hay yêu trái ngược, bạn bè sẽ không lại chai ngon xếp nguyên hàng dài, nhiều thằng ngồi nuốt nước dài. Đà đi đà đi đà đà, mặc đồ bơi đi dạo phố, nhìn ngon anh cũng muốn nhìn, ngực bay lắc như loa thùng, như nhạc đi dây mắc âm lượng, tay khua như bác dao thông, mặt em cứ hạch lên trời vì đôi loa khiến em yêu đời. Tôi thì là số kiếp, lưng ngực bằng chút hy vọng. Bebe, nghe này, em là cô gái hai lưng, chuyên cần tập luyện nên bây giờ ngực bị sưng. Bao nhiêu năm trời mong ước như bà tưng, cúi xuống nhìn ngực mặt đã đỏ tưng bừng vì lép quá, không có ai để ý mà lép quá. Cần áo lót làm gì em vẫn cứ tung tăng, chẳng để gì đến ai để. Sau bao năm tập luyện nhìn cái gì em cũng căng. Hãy nói với những ai có ngực phẳng, đừng ăn nếu có ai đó cười mình. Trước giờ em đã quen với hai lưng, hứa với anh mỗi ngày em sẽ đi ăn nhiều hơn. Anh chẳng cần biết thời tiết kia ra sao, chỉ cần là ngực em nhô lên thêm một xíu, thì dù giọng hát em có hơi bị níu thì em vẫn cứ ăn. Có kiếp lưng ngực bằng nhau nên ta cần phải cố gắng đi tập khí mà ngay mai sẽ còn nhớ tên mô hình này, ngồi ngóp thêm một chút hy vọng. Tôi thì là số kiếp, lưng ngực bằng nhau nên em cần phải cố gắng đi tập khí mà ngay mai sẽ còn nhớ tên mô hình này, ngồi ngóp thêm một chút hy vọng. Cố gắng lên nhé. Xin chia sẻ clip này lên rộng rãi nha.